Nhà đất Sài Gòn, nhà đẹp Sài Gòn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta trên video hôm nay và video hàng ngày. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay thì Trung đang có mặt ở đây tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy như thế này ha. Một căn biệt thự dát vàng của một đại gia tại đường Phạm Hùng, đường Chánh Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Một tòa lâu đài, phải nói là Trung đi quay cũng rất là nhiều rồi nhưng chưa có trải nghiệm, cũng giống như là chưa có dịp để mà quay được một trong những căn biệt thự đẹp như thế này để gửi đến cho quý khách hàng cùng quý nhà đầu tư đang xem trên video hôm nay. Đó, mọi người có thể thấy là một căn biệt thự dát vàng nó lung linh long lanh đẹp như thế này. Đây là cái khu vực phòng khách thôi mà chúng ta nhìn nó đã lung linh như thế này rồi. Toàn bộ cái khuôn viên của tòa lâu đài này, tí nữa thì Trung sẽ ra bên ngoài và quay hết cho cô chú anh chị cùng chúng ta cùng khám phá và xem nha. Và Trung hôm nay sẽ thử thách một cái thử thách cho cô chú anh chị xem hết một cái tòa nhà này, xem nó đẹp nó xấu ra làm sao. Cô chú anh chị cùng mọi người cứ bình luận khen chê như thế nào và sẽ góp ý cho kênh Nhà đất Sài Gòn, cũng giống như là có một cái mức giá cực kỳ tốt cho những ai mà đang muốn sở hữu cái căn nhà này. Căn nhà này thực sự là anh chủ thừa tiền và rất là nhiều tiền nên anh bán cái tòa nhà này chứ không phải là thiếu tiền. Những căn nhà khác thì họ thường là thiếu tiền họ bán, nhưng căn này là anh chủ thực sự là thừa tiền nên anh bán một cái nhà này. Thì mọi người có thể là anh bán một cái tòa nhà này, có thể là anh sẽ ở một cái tòa nhà to hơn, và hiện tại anh đang ở một cái tòa nhà to hơn nha cô chú chị. Rồi mời cả nhà chúng ta cùng xem hết cái video hôm nay và nhớ để lại bình luận cũng giống như là những cái ý kiến của quý hàng trên kênh Nhà đất Sài Gòn và Nhà đẹp Sài Gòn nha. Rồi xin mời cả nhà cùng xem hết video hôm nay nha. Hôm nay Trung đã có mặt ở đây để gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự ha, một tòa lâu đài hiên ngang lộng lẫy nằm trong một cái khu phố, nằm trong một khu biệt thự rất là VIP luôn. Hôm nay Trung sẽ gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự này ha. Căn biệt thự này là có một hầm, một trệt, một lửng, hai tầng lầu, 5 phòng ngủ, có hồ bơi, có hồ cá coi và khu tiểu cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Nằm trong một cái khu 30 hecta, khu này là quy hoạch rộng lên đến 30 hecta ha. Khu này là phải nói là khu rất là VIP luôn, nằm tại xã Chánh Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nằm giáp với lại đại lộ Nguyễn Văn Linh ha cô chú anh chị. Đó. Đằng sau nhà chúng ta đây, đây là khu vực những căn biệt thự xung quanh nhà chúng ta chứ không phải đằng sau. Đây là những căn xung quanh nhà chúng ta là những căn biệt thự, những tòa lâu đài rất là VIP như thế này. Và những người phải nói là có điều kiện, có kinh tế thì mới sinh sống ở đây. Nói chung là khu nhà giàu. Đó, những căn biệt thự, những căn ấy là đang mọc lên ở đây. Đây là những căn nhà mới. Nhà chúng ta là đối diện một cái view công viên ha. Nằm tại xã Chánh Hưng, huyện Bình Chánh, gần với lại đại lộ Nguyễn Văn Linh, gần đường Phạm Hùng, gần giáp tranh với quận 8. Chúng ta di chuyển về hướng quận Nhất, quận 5, quận 3, rất là gần nha cô chú anh chị. Đây là toàn cảnh khuôn viên mặt tiền của căn nhà, cái căn biệt thự với căn tòa lâu đài. Đó, nhà chúng ta nhìn, mọi người nhìn thấy nó lộng lẫy không? Đó. Đó, một trong những cái khu rộng rãi đẹp thoải mái như thế này ha. Khu này thì nó nằm ở giáp với lại đường Phạm Hùng nha cô chú chị, giáp Phạm Hùng. Chúng ta di chuyển về hướng trung tâm rất là gần. Đó, đây là toàn cảnh khuôn viên cũng giống như công viên ở trước cửa nhà đây. Đây là công viên nội bộ của nội khu. Những căn biệt thự, những tòa lâu đài rất là VIP. Đó, toàn là những căn biệt thự lớn, những tòa lâu đài như thế này nha. Dân cư thì khá thông thoáng, hiền lành. Căn nhà hướng Tây Nam, một tòa lâu đài nhìn rất là hoành tráng luôn à. Cô chú anh chị. Ồ, anh à, anh lúc nào anh đánh
Đây là toàn cảnh mặt tiền khuôn viên của căn nhà đây. Có diện tích bề ngang á là 15m ha. 15m và chiều dài á là gần 23m nha cô chú anh chị. Xây dựng là một tầng hầm và một tầng lửng, hai tầng lầu. Và lâu đài thì được sơn bắn cát xung quanh hết nha. Sơn bắn đá xung quanh hết là cái độ sắc sảo cũng giống như là độ chắc chắn của căn nhà nó rất là cao luôn. Đó. Trước khi vào bên trong á, thì chúng mời đại gia đình chúng ta xem qua hết toàn cảnh cái khuôn viên, cái khu vực ha, cái mặt tiền của nó đẹp như thế nào. Căn nhà là hướng Tây Nam nha cô chú chị, Tây Nam. Đó. Cửa thì nhôm đúc đường xuống dưới hầm này ha. Đó, đây là lớp cửa hai cánh để đi xuống tầng hầm. Còn mé bên đây á là đường vào xe máy ha. Xe máy hoặc là đường đi bộ. Nói chung là xuống hầm thì chúng ta đi di chuyển bằng cái ha, cửa bên kia. Đó. Toàn bộ cái không gian mặt tiền của căn nhà nhìn nó hoành tráng như thế này đó mọi người. Tòa lâu đài này gần như là bốn mặt luôn nha. Đó. Và trước cửa đối diện nhà chúng ta đây là những căn biệt thự đang mọc lên, đang xây nè. View công viên. Công viên nội khu rất là mát mẻ. Ở đây thì phải nói là đẳng cấp luôn rồi. Căn nhà là nhà hướng Tây Nam, phù hợp với mệnh Tây tứ trạch ha. Rồi thì sau khi khám phá một vòng xung quanh khu vực cũng giống như là độ đẹp, độ sắc nét của căn nhà, thì chung mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta di chuyển vào bên trong để cùng khám phá ha. Bây giờ mình đi khoảng cửa này đây nha cô chú anh chị. Đó, cửa thì xung quanh căn nhà được sơn bắn cát hết, nó nhìn cực kỳ hoành tráng luôn. Đó. Đây là cái lớp cửa một cánh đi vào. Cửa thì làm chất liệu bằng tất cả bằng nhôm đúc nè, rất là đẹp luôn. Còn vé bên tay trái này, bước vào đây thì chúng ta sẽ có một cái khu tiểu cảnh ha, tiểu cảnh sân vườn cây cảnh đẹp như thế này. Đây xung quanh đây là đường trước cửa nhà chúng ta đây mọi người, bên hông nhà ha. Đó, đây là cái đường xuống dưới khu vực dưới hầm ha. Đó. Xong chưa để em đóng cửa cái hầm được không? Đây là khu vực xuống dưới tầng hầm nha cô chú chị. Đây là khu vực xuống dưới tầng hầm. Hầm này thì quá trời VIP luôn này. Oh. Wow. Đó. Hầm là có những chiếc siêu xe như thế này ha. Có hầm là dưới hầm là có nhà kho, có thang máy đi lên. Đó. Đó, khu hai chiếc siêu xe quá VIP luôn nè. Đúng anh, quá VIP luôn. Biển số 319. Đây là xung quanh có cái đường luồng như thế này để gió mát ha nha. Xung quanh tường thì được gia chủ bắn đá hết luôn. Xung quanh tường, xung quanh nhà là chủ bắn đá hết luôn nha cô chú chị.
Ở cái bên đây thì là cái đường bên hông ha. Bên hông là khu sảnh tiểu cảnh đi ra phía sau. Thì chúng sẽ quay xung quanh căn nhà và khu tiểu cảnh bên trong ra khuôn viên của khu vực mình ha. Rồi tí nữa mình sẽ vào bên trong. Đó. Nhà thì quá trời VIP luôn. Có hồ cá coi, khu tiểu cảnh bên hông đây mọi người. Nhà thì thực sự là anh chủ này anh quá dư tiền, quá thừa tiền luôn mọi người. Phải nói là từ dư từ thừa luôn, chứ không phải là từ thiếu. Nên anh mới bán cái nhà này nha cô chú anh chị. Và cái đẳng cấp của những cái người mà chơi như thế này ấy, thì họ rất là nhiều tiền. Và rất là nhiều tiền, thậm chí là nhiều tiền và rất là nhiều tiền nữa cơ. Đó, như thế này là có hồ cá coi ha. Wow, bầy cá coi đã quá cả nhà ơi. Đó. Đó, đây là cái sảnh gọi là ở trên hồ cá là ngồi hóng mát để cho cá ăn rồi chơi thôi. Đó là cái thú chơi của người giàu nha cô chú chị. Trên làm cái vòng kiếng luôn. Xung quanh căn nhà thì được gắn camera ha. Gắn camera xung quanh hết. Đó, và thậm chí là căn nhà này đẹp như thế này nhưng không có người ở. À, nhưng vẫn phải chăm sóc ha, vì là thực tế không có phải là không có người ở, là gọi là anh chị này là đúng là dư tiền nên ở không hết nên nó bán được. Đó, đây là cái cửa bên hông đây. Đó, nhưng mà sau khi khám phá khu vực xung quanh một vòng rồi thì chúng mời mọi người đi ra phía trước để cùng đi vào bên trong khu này nha. Cái cửa đây thì phải nói quá VIP luôn nè. Rồi, mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực phòng khách nha mọi người. Và Trung đi quay cũng rất là nhiều rồi. Rất là nhiều căn nhà và rất là nhiều những căn biệt thự, rất là nhiều những tòa lâu đài. Mà chưa gặp cái bộ cửa nào như cửa của căn nhà này nha mọi người. Mọi người có biết là cửa của căn nhà này nó đặc biệt và chất liệu nó bằng gì không ạ? Đây thì theo anh chủ nhà thì tất cả đồ của anh là được nhập từ Ý. Và cửa này là bằng đồng đúc ha, đồng đúc. Đó, mọi người nhìn thấy cái dàn cửa phải nói là quá độc đẹp và lạ luôn đó mọi người. Những căn biệt thự, những tòa lâu đài khác thì mình thấy không có xài cái cửa này, thường thì người ta sẽ xài bằng cửa gỗ. Nhưng mà cái này là bằng nhôm bằng đồng đúc nha của cô chú chị, bằng đồng chứ không phải là bằng gỗ ha. Thì cực kỳ sang chảnh luôn. Và tất cả kiến của những cái căn nhà này á được gia chủ làm là từ Ý luôn, đưa từ Ý mang về. Đây là khu vực phòng khách và toàn bộ không gian ở trong nhà, một căn nhà, một tòa lâu đài dát vàng, phải nói là cực kỳ lung linh luôn. Wow, tòa lâu đài dát vàng phải nói là quá xá, là đẳng cấp luôn này cô chú anh chị. Wow, mọi người nhìn thấy trên trần nhà không? Đó. Phải nói là một tòa lâu đài quá đẳng cấp luôn. Những cái bộ bàn ghế sofa nữ hoàng, cái này là xài toàn đồ Ý không nè. Đó. Nguyên một cái con lê từ trên xuống dưới là nội thất này xài từ Ý mang về nha. Quay hoài mà cũng không muốn chán luôn này cô chú anh chị. Và nó một căn nhà quá VIP luôn, quá đẳng cấp. Như thế này mà không có người ở luôn đó mọi người, chỉ có làm cho người giúp việc ở và có nhà để xe thôi chứ không có người ở đây ha. Nhà chủ thì
anh ở một cái tòa lâu đài lớn hơn cái tòa này. Vì thế nên anh dư ra cái tòa nhà này và bán ha. Trước đây thì anh ở tòa nhà này, nhưng mà đợt này thì anh chuyển qua một cái nhà to hơn, bự hơn. Nên phải nói là thừa điều kiện. Ở bên hông này thì chúng ta sẽ ra mở cửa này ra là ra bên hông ha. Ra bên hông để cho nó lấy cái độ thoáng và độ sáng với hồ cá coi, khu tiểu cảnh mà nãy Trung mới quay qua đầu video cho mọi người cùng xem rồi. Nội thất thì tất cả là dát vàng hết. Ồ, đẹp, dã man luôn. Cầu thang đi lên thì quá chất luôn, chất lơ. Rồi tí nữa thì mình sẽ đi lên cầu thang sau. Còn bây giờ thì mình sẽ khám phá cái không gian khu vực bếp đi. Đây là khu vực bàn ăn. Bàn ăn 8 ghế ha. Nhìn đúng là phong cách nữ hoàng, phong cách hoàng gia đó cô chú chị. Bếp cũng được dát vàng hết ha. Anh chủ này thì cực kỳ khó tính và cực kỳ kỹ tính. Một cái nhà anh đang tiết lộ là cái nhà anh đang ở bên kia là nó rộng hơn gấp mấy lần cái tòa nhà này. Và nó đẹp hơn gấp mấy lần cái tòa nhà này. Có nghĩa là mình đang vô cái tòa này là mình đã thấy là cảm thấy rất là nó cực kỳ VIP luôn, cực kỳ hiện đại. Nhưng mà anh chủ thì anh lại tiết lộ là cái của anh là còn đẹp hơn cái nhà anh đang ở là còn đẹp hơn cái nhà này nữa ha. Đây là khu vực bếp. Bếp cũng được dát vàng hết như thế này. Nội thất thì anh để lại hết luôn nha mọi người. Để lại hết nội thất luôn. Nhà này thì anh làm chắc khoảng được khoảng 5 năm rồi. Và người giàu thì họ biết ăn nên làm ra từ căn nhà này. Vì thế nên họ có bán căn nhà to, nhỏ nhỏ họ mua cái nhà to hơn, ở cái nhà to hơn, đẹp hơn, rộng hơn. Cái đó là đẳng cấp của những cái nhà đại gia, những nhà giàu. Rồi thì sau khi khám phá một vòng rồi thì Trung mời cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta di chuyển lên bên trên để cùng nhà đất Sài Gòn khám phá tiếp cái không gian của căn nhà này ha. Căn nó rộng mênh mông luôn. Thang máy thì từ dưới nãy Trung đã quay cái hầm để xe ở bên dưới rồi. Thì lên bên tới bên trên này là lên tới tầng 3 của tòa nhà. Đó, khu vực này là khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì được xài bằng cửa thì được làm bằng gỗ gõ đỏ nè, rất là cao cấp luôn. Quá VIP luôn. Rồi mời đại gia đình chúng ta cùng di chuyển lên bên trên để cùng khám phá hết căn nhà này nha. Mới quay sương sương ở khu vực bên dưới mà nó đã quay hoài mà không muốn lên rồi. Đó, cầu thang lên trên ấy, thì bước lên trên thì có cũng này cũng làm bằng nhôm đúc nè, mạ đồng vàng ha. Rồi cái cầu thang là cái trụ cầu thang này làm bằng một cặp song long rất là đẹp luôn. Đá thì đá hoa cương cao cấp từ nước ngoài nhập về luôn. Đó. Cầu thang đi lên đã hỏng. Tất cả là kiến sử dụng cho căn nhà này là đều nhập từ Ý về ha. Nói chung nội thất này là đều là nhập từ nước ngoài về đó mọi người. Từ Ý, Pháp rồi Đài Loan. Căn nhà này thì mà thực sự mà nói là anh chủ này anh cái gam, cái tông màu chủ đạo của anh là màu vàng. Vì thế nên đi đâu cũng thấy dát vàng. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong ha. Tại vì nói chung là người ta dát vàng thì nó có điều kiện và có kinh tế thì cũng mới làm được như thế, những cái tòa nhà như thế này. Đó, đây là khu vực tầng lửng ha. Tất cả những cái tủ này là làm gỗ và kiến Ý rồi dát vàng luôn. Đây là những cái tủ trang trí, những cái tủ đựng nước hoa này nọ. Trên cửa phòng á thì trên tại khu vực tầng lửng này á thì có một khu vực phòng khách và một căn phòng master.
Đây là căn phòng master, cực kỳ rộng luôn. Wow, rộng mênh mông thanh thang luôn. Trước đây thì nhà thì hiện tại gia chủ vẫn lâu lâu về đây ở, nhưng mà do là ở nhà bên kia là nhiều. Nhà bên kia là một căn nhà, một căn gọi là một tòa lâu đài, lớn hơn cái tòa lâu đài này nhiều. Đó, trên trần nhà. Quá trời nội thất bên trong. Tủ thì dát vàng quá trời luôn. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh. Một căn phòng tắm thôi mà rộng rãi, thoải mái như thế này. Căn phòng tắm, nhà vệ sinh thì có đầy đủ như là khu vực phòng tắm nè, chậu bồn tắm nè, rồi gương, rồi có cả là bàn ủi, bàn là ở đây luôn ha, để mà ủi đồ. Đó, trên trần nè, trần của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là rộng bằng một cái gian phòng người ta ở luôn rồi, dát gạch lên tới bên trên. Đó, đây là không gian phòng ngủ, một cái phòng master tại khu vực tầng lửng ha. Rồi thì sau khi khám phá khu vực phòng này rồi, chúng mời cô chú anh chị cùng mọi người tiếp tục di chuyển lên bên trên ha. Lên khu vực lầu 1 của căn nhà đây. Đây, khu vực lầu 1 của căn nhà. Khu vực lầu 1 của căn nhà cũng có một bộ bàn ghế phòng khách ở tại giữa như thế này ha. Đó, một khu phòng tiếp khách rất là rộng. Khách tại khu vực lầu 1. Ước gì mình có tiền mà mình có điều kiện mình ở được những căn nhà như thế này thì đúng là đẳng cấp xa hoa ha. Đây là khu vực phòng ngủ ha, phòng ngủ tại lầu 1. Mà lầu 1 sẽ có bao gồm có hai phòng ngủ rất là lớn ha. Phòng nào cũng rộng hết. Khu này thì an ninh khá tốt luôn, rộng rãi thoải mái, khu biệt thự cao cấp mà. Khu này rộng lên đến 30 hecta, nằm tại đường Phạm Hùng, chúng ta đi vào ha. Đó, đây là nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì rất là rộng, rộng rãi thoải mái luôn. Phòng nào nhà vệ sinh cũng rộng như thế này nè, rộng bằng cái phòng ngủ nhà người ta luôn đó mọi người. Thì được làm gỗ xịn sò, dát vàng. Cửa phòng thì được làm bằng gỗ gỗ đỏ ha. Đó, đây là cái không gian phòng khách ở tại lầu 1. Đó, có ban công ra. Đó, phòng nào cũng VIP hết. Nhà vệ sinh. Đây là một căn phòng master cực kỳ lớn luôn. Wow, nhà vệ sinh rộng. Đây là khu vực tắm thôi, khu vực bồn tắm thôi. Bồn tắm mà làm ghê ha, hoành tráng ghê luôn.
Nhà vệ sinh thì riêng biệt. Đó, trong nhà vệ sinh cũng được dát vàng cao cấp như thế này ha. Chậu rửa mặt. Đây là phòng ngủ, có hai lối đi ra, có ban công phía trước ha. Đó, những tòa lâu đài, những căn biệt thự xung quanh. Khu này á, là rộng lên đến 30 hecta, nằm tại đường Phạm Hùng, Phạm Hưng, Bình Chánh nha, cô chú anh chị. Chánh Hưng, sorry cả nhà, Phạm Hùng, Chánh Hưng, Bình Chánh. Rồi chúng ta di chuyển lên bên trên. Căn nhà này á, là có cái thiết kế là một hầm, một lửng và hai tầng lầu. Diện tích sàn sử dụng lên đến 1.300 m2 sàn. Diện tích đất là bề ngang 15m và chiều sâu là 23m, xây dựng là full luôn. Mật độ xây dựng là như full. Đó. Khu vực tầng 2 của tòa nhà. Tầng 2 của tòa nhà đây. Đây sẽ là một căn, một cái phòng phòng thờ của gia tiên ha. Của gia chủ. Mà nơi cao ráo trang nghiêm nhất của ngôi nhà. Đó. Trần thì được ốp la phông gỗ gõ đỏ ha. Và bên này cũng vậy. Bên này thì được làm bằng ốp bằng tiếng nè. Tiếng của Italia. Với lại dát vàng ha. Wow. Nhìn lung linh sặc sỡ luôn mọi người. Đây là mái vòm của căn nhà. Và đây là một cái phòng karaoke. Phòng này thì cửa thì cũng ra cửa gỗ có đỏ hết rồi. Đó, một căn phòng karaoke sập sình muốn nhảy thoải mái luôn à cả nhà ơi. Quá xá là cao cấp. Chung đi quay cũng rất là nhiều những căn biệt thự, những tòa lâu đài, những căn nhà cao cấp. Thì đây cũng là một trong những căn nhà mà chúng đã rất là đẹp mà chúng đã từng đi quay. Đây là cái khu vực máy hoa máy vòm mà xung quanh toàn cảnh trên cao, chúng ta nhìn toàn cảnh xung quanh dự án ha. Khu này là rộng lên đến 30 hecta nha cô chú chị, 30 hecta và những căn nhà, những căn biệt thự rất là cao cấp như thế này. Sập sình muốn nhảy thoải mái luôn mọi người. Khu vực đây là khu vực sân thượng phía sau, có sân thượng phía trước phía sau. Sân thượng phía sau thì chúng ta làm để phơi đồ, lấy ánh sáng từ bên ngoài vào. Đây là sân thượng bên hông, nói chung là sân thượng tứ phía luôn. Đây chúng ta có view sông cũng khá mát mẻ này mọi người. Đó. Đây là có view công viên phía trước phía sau. Như vậy là nhà chúng ta là có hai công viên ha. Công viên này là công viên bên hông sau nhà, là có sông và công viên ở phía trước. Đó. Đây là những căn biệt thự hàng xóm. Mái của tòa nhà đây. Nhà vệ sinh ở bên trong. Đó, nhà chúng ta là sân thượng là tứ phía luôn. Đó, có công viên nữa. Đây là những căn biệt thự nhà hàng xóm.
Đây là công viên ở phía bên bờ sông này, giáp bên nhà. Nhà chúng ta xung quanh đều có công viên ha. Đây là cái sân thượng ra phía trước. Đây là sân thượng phía trước nhà. Ở nhà thì được sơn bắn đá xung quanh hết, xung quanh toàn bộ cái tòa nhà này ha. Đó, mặt tiền này được sơn bắn cát hết nè. Chất liệu thì nếu mà nhà giàu mà họ đã xây được những cái nhà như thế này thì mọi người nghĩ là cái chất liệu họ không phải bàn ha. Đó. Khu này thì nếu khách hàng muốn vay ngân hàng thì giá gia chủ sẽ hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị căn nhà ha. Tích nhất là những căn biệt thự, những tòa lâu đài. Ở trong khu này thì có hai tòa lâu đài đẹp, thì đó là bao gồm căn này và căn kế bên và nhiều những căn biệt thự khác ha. Đó, như vậy là Trung mới quay qua cho cô chú anh chị cùng đại gia đình chúng ta xem qua một căn biệt thự ha. Một căn biệt thự dát vàng lung linh long lanh đẹp, rất là đẹp luôn, nằm ở khu đô thị của tại đường Chánh Hưng, phường Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này là giáp ranh với quận 8 nha cô chú anh chị. Thì toàn bộ các không gian mà căn nhà dát vàng nó đẹp như thế này. Và anh chủ nhà thật sự là thừa tiền anh bán, chứ không phải là thiếu tiền anh bán nha. Chung nhắc lại là thừa tiền anh bán. Và bán một cái mức giá là chỉ có 49 tỷ còn được thương lượng ha. Vì anh đang ở một cái tòa lâu đài to hơn cái tòa lâu đài này, đẹp hơn cái tòa lâu đài này rất là nhiều. Một cái tòa lâu đài lộng lẫy xa hoa như thế này thì đang có giá chào bán 49 tỷ đồng. Căn nhà là có diện tích bề ngang 15m, chiều sâu là gần 23m, đúc một hầm, một lửng và hai tầng lầu. Có hồ cá coi, có khu tiểu cảnh, có tất cả những cái khuôn viên mà Trung mới quay qua trên kênh Nhà Đất Sài Gòn và Nhà Đẹp Sài Gòn cho đại gia đình chúng ta cùng xem ha. Thì ai có nhu cầu mua căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha, qua hai số điện thoại trên màn hình. Thì căn nhà là có hướng này là hướng Tây Nam nha cô chú chị, Tây Nam phù hợp với mệnh Tây tứ trạch. Thôi trước khi chia tay mọi người thì mình qua bên cái bộ bàn ghế này mình ngồi mình trải nghiệm một cái gọi là phong cách hoàng gia đi. Đây là nhà của người ta thôi. Đó, wow, nhìn mình to về ngồi trên cái ghế này nó lút luôn đó mọi người. Đó, nói chưa, ai yêu thích căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn qua hai số điện thoại trên màn hình. Chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn, giống như là dẫn đại gia đình chúng ta đi xem thực tế để trải nghiệm toàn bộ cái không gian của căn nhà này ha. Căn nhà đang có giá chào bán 49 tỷ đồng, nhà có hướng là hướng Tây Nam phù hợp với mệnh Tây tứ trạch nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.